Hả? Chúa khổng lồ của thời tiền sử à, chưa kể thấy không cờ bóp không luôn này các bạn. Hai cái chân của nó khá là dày luôn nha à. Qua đây chúng ta có rất là nhiều lưu của lòng ăn thịt đây. Tập chưa kể được nổi các bạn à, bảo chúa chứ còn phải to chưa à. Và đây là khủng long ba sừng chi xe la tóm này các bạn. Đó, nhìn nó to lớn chứ kể thấy không. Đấy, còn khủng long này có ba cái sừng khá là nhặn luôn nha các bạn. Đấy, nhìn to chưa kể thấy không à. Con này nó khá là to lớn, nó có một cái màu xanh nó cay dịch rất là bắt mắt quý vị các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa. À, không. Đấy, đây là con này có mỏ tại bàn hay gì các bạn, nhìn nó mỏ như con mỏ chim các bạn, nhìn lão ha. Đây chúng ta có con khủng long ba sừng chi xe la tóc khổng lồ đây, to cực kỳ. Đó, và đây chúng ta có khủng long ba sừng chi xe la tóc các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long ba sừng khổng lồ luôn các bạn, nhìn to. Bên đây mình có khủng long Carnotaurus hay gọi là khủng long bò bò Carnotaurus thì các bạn, còn khủng long hai cái sừng bò đấy không à, nó có những cái răng nhìn rất là bén luôn các bạn. Đây là khủng long khổng lồ các bạn, một con Carnotaurus khổng lồ luôn nha, nhìn nó to lớn chứ kìa không à, to chứ kìa không, hai cái sừng nữa thôi. Và đây là con Carnotaurus nào mà hút lại được.
nên chim ốc sơn đó các bạn thấy nhìn to chưa kìa, thấy không, một con lông cổ siêu dài luôn các bạn, cổ nó dài lên tới 12 mét lận, bạn trọng lượng lên tới 90 tấn rồi nha. Còn đây có một cam nhìn rất là to luôn nha, không à, đây là con ma bên chim ốc sơn đó các bạn, nhìn nó ngầu cực kỳ luôn kìa, thấy không à, cái bụng nó hơi vàng thấy không, người nó màu cam nữa chứ, nhìn lạ mắt cực kỳ luôn nha. Và đây là con Gratio đấy các bạn. Wow, không, con này là Mamenchi các bạn. Con lông cổ siêu dài luôn nha các bạn. Nhìn to chưa vậy? Và đây là Carnotaurus đấy các bạn. Chúng ta có một con khủng long Carnotaurus nha. Nhìn nó to chưa kìa, với hai cái sừng bò khổng lồ luôn nè các bạn. Đó, con này có màu hồng nhìn rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Lưng có những cái cài dòng chỉ lên nè các bạn. Con này nó có cái gai màu xanh rất là bắt mắt luôn nè. Chưa chỉ các bạn, đây là chú Carnotaurus khổng lồ ha, và chúng ta có Carnotaurus thì các bạn, chúng ta một con khủng long Carnotaurus khổng lồ luôn kìa các bạn. Thấy không, nhìn nó ngon, có màu vàng nhìn đẹp chưa, nhìn các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không. Ở đây mình có gì đây, à đây là con Stegosaurus thì các bạn, một con khủng long khá là to lớn luôn nè các bạn. Tại chúng ta có một con khủng long Stego khá là bo luôn ha, đấy lưng của nó có những cái ngói, những cái nhái nữa các bạn. To chưa kìa, thấy không, con này có 4 cái gai nhọn này nè, kiếm lông Stegosaurus thì các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không, à ngầu chưa kìa, con này nó có một cái màu vàng vàng cam cam này ha, à rất là to lớn luôn nha. Đây là chú khủng long Stegosaurus khá là to lớn luôn, không gì đây, Stegosaurus rất là nhiều, là Stego đang đi cùng nhau đấy các bạn, to chưa kìa, thấy không, quá ngầu. Con khủng long cổ dài Brachiosaurus thì các bạn, đây chúng ta có được con khủng long Brachio khá là to luôn các bạn. Con này nó có một cái cổ khá là dài luôn vậy các bạn. Con này nặng nó 30 tấn luôn nha các bạn. Con này có màu xanh lá cây nữa nè. Nó ngầu chưa kìa, thấy không? Con này có cái phần lông chấm này, màu bạc bạc rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Này là chiếc Brachiosaurus khổng lồ các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Chúng ta có một con khủng long cổ dài này các bạn. Đây là một Brachiosaurus khổng lồ thì các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Nó có một cái màu đỏ đỏ lạ mắt. Ba sừng chi xe là nó khổng lồ luôn nha các bạn. Đó, con này có ba sừng nhìn rất là ngầu luôn nha. Đó, con này có một xanh lá cây nhìn rất là ngầu luôn nha. Đấy, xịn chưa kìa các bạn. Đây là chú chi xe là nó khổng lồ và để các bạn, con này có màu xanh lá cây xanh dương trên người các bạn, nhìn nó rất là ngầu luôn nha. Đó, xịn chưa kìa. Đã chưa kìa. Và đây là khủng long ba sừng chi xe là tới rồi, chúng ta có một khủng long chi xe là nó khổng lồ luôn nha các bạn. To chưa. Đây là chiếc Ceratops. Nguyên một con Abator luôn nha các bạn. Đây, nguyên một con khủng long Abatosaurus với cái cổ khá là dài luôn nha các bạn. Cái phần đầu nó như là con trăng khổng lồ luôn nha. Đây, chúng ta có một con Abator khổng lồ luôn nha. Đó, nhìn xịu chưa. Đây là con Abatosaurus khổng lồ mà các bạn, nhìn nó to quá trời to luôn các bạn. Nặng lên tới 14 tấn nữa này không. Đó, em qua đây khủng long cổ dài Brachio. Wow, rất là nhiều khủng long đang đi cùng nhau luôn kìa. Mosasaurus của mình đây rồi các bạn, một con thằn lằn biển khổng lồ luôn các bạn. Con này có những cái gai nhọn trên người thấy không? Đó, đây là thương long thời tiền sử đấy các bạn. Nguyên một con Mosa khá là to luôn nhé các bạn. Và cái miệng của nó há rất là to luôn. Con này có 4 cái máy chèo đấy các bạn. Nó bơi bằng 4 máy chèo nên tốc độ bơi của nó khá là nhanh luôn nha, không? Nhìn nó rất là to luôn. Con này hình như nó nặng cỡ 10 mấy tấn ta. Hình như nó dài cỡ 14 mét gì các bạn. Nó nặng rất là nhiều tấn luôn nha các bạn. Đó, nhìn nó to chưa kìa. Nhìn nó to chưa kìa. Và đây là Mosasaurus thì các bạn, một thằn lằn biển khổng lồ đấy các bạn, thương long thời tiền sử, nhìn nó rất là to lớn luôn nha các bạn, nhìn ngầu. Và đây là Iguanodon các bạn. Đây, chúng ta có một con Iguanodon đấy các bạn. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa, thấy không? Chúng ta có một con Iguanodon với phần móng vuốt ha. Đây là khủng long bộ móng vuốt nha các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long khổng lồ luôn các bạn, cơ bắp của nó khá là dày luôn nha các bạn. Nhìn xịn chưa kìa các bạn. Đấy, con này nó chạy bằng hai chân, nó chạy tốc độ rất là nhanh luôn nha các bạn. Quá ngầu luôn vậy các bạn. Đây là con Iguanodon khổng lồ của mình đi các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó. Con này nó hái trái cây bằng hai chân á. Bạn một con Iguanodon nó chạy rất là nhanh luôn các bạn. Đó, chưa thấy không? Đó, xịn chưa? Các bạn thấy hay lắm nè. Bên đây là con Bentaceratops đấy các bạn, chúng ta có một con khủng long với cái đầu là có tấm khiên rất là dài luôn nha các bạn. Đây là khủng long ba sừng Bentaceratops đấy các bạn. Đó, nó có một cái màu tím tím với cái đầu màu xanh này các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Đó.
Wow, chúng ta có một con Ventaceratops khổng lồ luôn nha các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Và đây là Ventaceratops khổng lồ luôn nha các bạn. Đây, chúng ta có một con hổ lồng với cái đầu như cái tấm khiên khổng lồ luôn nha. Đây là con Ankylo đấy các bạn. Đây, chúng ta có một con Ankylo nha các bạn. Con này là con hổ lồng gai nha các bạn. Con này có cái gai nhím nha các bạn. Đó, các bạn thấy lưng gai chưa, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Đây là chú khủng long Ankylosaurus khổng lồ luôn nha. Con này có cái đuôi rất là dày luôn nha. Đó, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đây, con này có những cái gai nhọn nhìn rất là ngầu luôn nha. Đó, xịn chưa? Qua đây là con Ankylo đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long gai Ankylosaurus như vậy, nhìn nó to chưa vậy, thấy không? Ngầu quá trời ngầu luôn. Oh, wow, và đây là Indominus Rex đây các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long khổng lồ Indominus Rex đây các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long khổng lồ luôn nha. Con này có cái răng rất là bén luôn, thấy không? Có khả năng thay đổi màu sắc trên môi trường nữa các bạn. Nhìn nó rầu chưa kìa, thấy không? Đó, các bạn thấy cơ bắp của nó dày chưa kìa, thấy không? Đây, lưng của nó gai cực kỳ nhiều luôn kìa các bạn. Đây, chúng ta có một con Indominus Rex đây các bạn. Một loài khủng long khá là to lớn luôn, thấy không? Và đây chúng ta có một con Indominus Rex đây các bạn. Đây, chúng ta có một con Indominus Rex khổng lồ luôn các bạn. Và đây là con Styracool nha các bạn. À, chúng ta có một con khủng long Styracool đấy các bạn. Chúng ta có một khủng long năm sừng nha. Đấy, nó có hai cái chấm chấm màu xanh các bạn, nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Đây là con khủng long Styracool sừng rất khá là lớn luôn kìa. Đó, chúng ta có một con khủng long dài đấy các bạn, nhìn nó ngầu chưa kìa, thấy không? Đó, đây là con Styracool nha. Nhìn nó rất là to luôn các bạn. Đó, đây là con Styracool đấy các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đây, chúng ta có một khủng long Styracool khá là to lớn luôn kìa. Và đây mình có một con Styracool đấy các bạn. Chúng ta có một con Styracool sau đó khổng lồ luôn các bạn, chạy nhanh thì phải không? Đó, nhìn màu chưa kìa. À, và đây là con Bionic các bạn. Ở đây chúng ta có con Bionic nữa các bạn. Đó, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Đó, chúng ta có một con Bionic khá là đẹp luôn nha. Đây là con khủng long săn mồi đấy các bạn. Con này nó ăn cá rất là giỏi luôn và nó to lắm nha. Con này chạy rất là nhanh đấy chứ. Đây là khủng long khổng lồ đây này. Nhìn vui nha. Stego khổng lồ luôn. Wow, chúng ta có một con Stegosaurus các bạn. Con kiếm long Stego các bạn. Đó, lưng của nó có những cái ngói các bạn. Đuôi của nó có một cái gai nhọn chỉ ra đấy không. Đó, nhìn ngầu luôn nha. Đây, chúng ta có một con Stegosaurus khá là ngầu luôn không. Và đây là con Stego đấy các bạn. Chúng ta một con gai Stego sau đó khổng lồ đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long gai khổng lồ nhìn rất là màu luôn nha. Wow, bên đây là con khủng long cổ dài Brachio đấy các bạn. À, chúng ta có một con Brachio khá là bự luôn các bạn. Con này có trọng lượng lên tới 30 tấn luôn nha các bạn. Đó, với chiếc cổ khá là dài luôn nha. Và cơ bắp của nó thấy không, to chưa kìa. Con này rất là trọng lượng, nó rất là nặng luôn nha các bạn. Đó, con này mà đi một cái một là rung cả mặt đất luôn phải không. Nhìn nó rất là to và ngầu luôn nha. Đó, và đây là con Brachio đấy các bạn. Một con khủng long cổ dài luôn nha, thấy không, to chưa. Ây chào. Và đây là khủng long bạo chúa T-Rex đấy các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long Tyrannosaurus khổng lồ đấy các bạn. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa, thấy không? Đây, chúng ta có một con Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha. Con này nó rất là to, mấy cái răng của nó rất là bén luôn kìa. Đó, ghê chưa? Đó, nhìn nó rất là ngầu nha các bạn. Và đây là con Joker T-Rex đấy các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Đây là Joker Tyrannosaurus khổng lồ. Wow, khủng long cổ dài nha. Đó, chúng ta có một con khủng long cổ dài khá là to lớn luôn nha. Con này nó có một cái màu trắng rất là đẹp luôn nè. Đó, và đây là chú khủng long cổ dài của mình đấy các bạn. Trọng lượng rất là nặng luôn nha. Trọng lượng rất là to lớn luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó, nhìn ngầu chưa kìa. Wow, con này nặng tới 30 tấn luôn nha. Chạy rất là nhanh nữa. Bây giờ thấy con này không chạy được quên. Oh, và đây chúng ta có địa hình Camarasaurus Therizinosaurus các bạn. Bộ móng vuốt của nó phải nói là rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, chúng ta có một con Therizy khổng lồ luôn. Đó, đây là loài khủng long khá là đặc biệt các bạn. Con này nó có bộ móng vuốt khá là bén luôn. Đó, cao đến tận 10 mét luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó, có cái lưng của nó màu xanh nha các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa. Đây, chúng ta có một con Therizinosaurus khổng lồ luôn nha. Đó, to chưa kìa các bạn. Đó, bộ móng vuốt của nó khá là bén luôn nha các bạn. Đó. Oh, và đây là Therizinosaurus này các bạn. Chúng ta có một con khủng long Therizinosaurus này các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa, là bộ móng vuốt của nó phải nói là rất là dài luôn nha các bạn. Nhìn ngầu chưa. Ngầu chưa kìa các bạn.
Ồ, bên đây là con Stegosaurus đấy các bạn. Wow, chúng ta có một con là Stegosaurus rất khổng lồ nữa chứ các bạn. Đó. Bấm cái miệng nó há được to chưa kìa các bạn. Đây là con kiếm long Stegosaurus đấy các bạn. Đây, nhìn đã chưa kìa. Với cái phần lưng gai này các bạn. Đó, ngầu chưa kìa các bạn. Ở đây trên đầu còn có là Stegosaurus đó, thằng gọi là kiếm long nha. Phiên bản mini Mattel đấy các bạn. Đó, và chúng ta có con Stegosaurus đây các bạn. Đây là con Stegosaurus rất khổng lồ luôn các bạn. Nhìn gai chưa vậy đó, ngầu cực kỳ luôn nha. Đây là con khủng long cặp ngón đấy các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa. Ồ, và đây là con Dilophosaurus đấy các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Đây là chú khủng long khổng lồ của mình đây các bạn. Hai cái mang của nó phình ra nhìn rất là đẹp luôn kìa các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Đây, chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus khổng lồ luôn nha. Nhìn nó rất là ngầu luôn nha. Đây, còn này có hai cái mang phình ra nhìn rất là ngầu luôn kìa các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Đó, nhìn đẹp chưa. Ồ. Ở đây chúng ta có Dilophosaurus đấy các bạn, con này chạy rất là nhanh được các bạn. Chúng ta có một lồng Dilophosaurus khổng lồ luôn nha các bạn, chạy lẹ chưa kìa. Oh, wow, và đây là một lồng ba sừng Triceratops đây các bạn. Đó, chúng ta có một con Triceratops khổng lồ đây các bạn. Đó. Con này có hai cái sừng nhìn rất là ngầu đấy các bạn. Con này là khổng lồ ba sừng đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó. Đó, cực kỳ luôn nha các bạn. Chúng ta có một con khủng long ba sừng khổng lồ. Ồ, và đây là Triceratops các bạn. Chúng ta có một con khủng long ba sừng Triceratops khá là ngầu luôn các bạn. Con này là ngầu, cái màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn ngầu chưa luôn nha các bạn. Đó, nhìn xịn chưa, con này rất là to lớn luôn nha. Cái phần đầu của nó có hình khoanh rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa. Đó. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn. Quá trời chú khủng long luôn các bạn, nhìn đã chưa kìa, thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem khủng long gì nha. Và trước mặt các bạn là con khủng long ba Triceratops rất khổng lồ với cái đầu khá là dày luôn này. Một chú khủng long khá là to lớn luôn các bạn. Nó dở đó các bạn, con này nó chỉ cao đến 1.8m thôi nha, và có cái phần đầu khá là dày để thuận lợi cho cái việc chẳng như là hút tường vô, hút đầu vô tường hay gì đó để à. Và đây là khủng long ba Triceratops thì các bạn, chúng ta một con khủng long với cái đầu rất là dày luôn nha các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Phá tường hay gì các bạn. À, nó dở đấy các bạn. Hai con này nó hai con giống nhau như vậy nè, nó sẽ hút đầu vào nhau để nó rèn cái phần đầu ra nó chắc chắn đấy các bạn. Còn về cái phần phản công của nó khi mà bị săn mồi thì mình chưa biết được nha. Đấy, tại sao chưa có tư liệu này vậy đó. Ok, tiếp theo mình có gì nào. Vừa mới đụng ngã được con khủng long cổ dài, và đây là chú khủng long cổ dài màu đỏ rực của mình các bạn. Nó rất là to lớn luôn, thấy không? Đó, chúng ta có một con Brachiosaurus khổng lồ luôn. Cổ nó khá dài luôn kìa các bạn, nhìn to chưa kìa, không? Người của nó này không? À, con này nó khá là to lớn, nó có một cái màu đen. Qua đây là con khủng long cổ dài Brachio đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đây, chúng ta có một con Brachio khổng lồ luôn nha. Đỏ đấy chứ, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Nhìn ả mắt quá nha. Ok, và tiếp theo mình có gì nào? Và đây là một con khủng long. Con này thuộc họ của Ankylo đấy các bạn, con khủng long mà có giáp các bạn. Đấy, con này hình như là gọi là giáp long đi các bạn. Đó, lưng của nó sẽ có những cái gai gai lên, chỉ lên nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Đó, thấy không? Đuôi của nó là cái chùy đó, là đây là cái vũ khí của nó nè. Đó, xịn chưa? Nguyên một con khủng long khổng lồ luôn các bạn, thuộc họ của Ankylosaurus nha. Nhìn nó to quá trời to luôn kìa, thấy không? Màu sắc của con này làm đẹp quá nha. Lúc mà đây mình qua Ankylo đấy các bạn, con này chạy nhanh thì kìa, thấy không? Con khủng long gai Ankylosaurus màu vàng nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Nhìn chạy thấy không? Lẹ cực kỳ luôn nha. Nhìn kỹ con này làm rất là nét luôn nha các bạn. Ok. Wow, bên đây mình có gì đây các bạn? Đó, thì ra là khủng long ba sừng Triceratops khổng lồ. Và đây chúng ta có một con Triceratops khổng lồ ba sừng luôn. Đó, con này nó có một cái màu xanh lá cây nè các bạn. Người của nó có những màu xanh dương nè các bạn. Ánh màu xanh về hình như là xanh biển hay gì nè các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Đó, ngầu. Đó, bên đây khủng long ba sừng Triceratops đây các bạn. Nhìn to chưa kìa, không? Đây, chúng ta có một con Triceratops khổng lồ. Ủa chưa kìa, đâu? Ok, đây tiếp theo mình có gì nè. Wow, mẹ mẹ chúng ta đã bỏ qua con khủng long Dilophosaurus. Con này cao đến tận 1.8m rồi nha các bạn. Đây là chú khủng long Dilophosaurus của mình đấy các bạn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa, thấy không? Đó, con này nó có 7 màu đấy nha, nhìn rất là ngầu đấy kìa. Đây, chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus khổng lồ luôn. Đó, con này nó rất là hay rồi. Con này Dilophosaurus đúng rồi. Chúng ta là con khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Con này chạy nhanh cực kỳ luôn nha. Một con Indominus Rex khổng lồ các bạn. Đấy, chúng ta có Indominus Rex siêu to lớn nha các bạn. Đây là chú khủng long có khả năng thay đổi màu sắc nè các bạn. Con này nó thuộc lại giữa rất là nhiều các loại khủng long, trong đó có Gigantosaurus với cái T-Rex nè các bạn. Velociraptor này, cái tai dài của Velociraptor này không? Đó, cái thân hình của con Giga này, cái lực cắn của con T-Rex này quá ngầu, quá trời nhiều gen của loài khủng long khác nhau luôn. Và nó có khả năng ở bên đây mình có gì đấy các bạn. Một con Indominus Rex nè, đây chúng ta một con Indominus Rex khổng lồ luôn nha.
mình nữa. Ok. Ồ, con này lạ đó, các bạn có biết nữa không? Đây là chú khủng long Bonolophosaurus, các bạn có nhìn thấy nó lạ chưa kìa không? Đó, ở đây mình có một con khủng long Bonolophosaurus khổng lồ đây. Đó, nó khổng lồ vậy thôi, nó thật ra nó chỉ cao tới 1.8m các bạn, bằng một người trưởng thành nữa các bạn. Đấy, nhưng mà cũng khá là bự nha, nó bằng người trưởng thành nữa, nó có thể hạ gục được mình luôn á. Ghê chưa? Đây bấm cái đuôi của nó cạp cạp miệng nhìn thấy nha. Ok. Và đây mình có gì đây các bạn? Một con Dilophosaurus, nhưng mà phiên bản này có thể mở ra được nha. Đó, mở hai cái mang ra này, nhìn thấy giờ nó bình thường nó sẽ gục cái mang lại mà nó xẹp cái này xuống đó các bạn, nó không có đe dọa nó hủ gì đâu. Đó, khi mà nó gặp nguy hiểm hay gì nó sẽ xè hai cái mang ra, nó đe dọa nó khủng long khác không? Nhìn không? Nghe chưa? Quả ngầu luôn nha, bộ móng vuốt này thấy không? Đấy, khớp rồi di chuyển được hết luôn. Ừ, có gì cái này đây. Thầy để mình mở cái này. À, đây là cái code này, các bạn quét vào để bạn lấy con khủng long này nha. Đó, trong cái game gì đó mình không nhớ tên nha. Đây, để cho bạn quét. Và đây chúng ta có cái gì đó các bạn. Đây là con Dilophosaurus khổng lồ đấy các bạn. Nhìn ghê chưa kìa, thấy không? Ngầu chưa kìa. Đó, ok, tiếp theo mình thấy gì nè. Wow, và đây mình có con khủng long ba giót các bạn. Đây là con ba giót. Con ba giót này nó khá là đặc biệt ở chỗ là con này nó nghĩa nó có miệng khá là dài các bạn. Đấy, cái miệng này dài này dành để bắt cá gì nè các bạn. Con này mình ít tập lắm. Đó. Ở đây chúng ta có bài giáo biết nè. Con này mở miệng khó quá nè. Hai mở được rồi đấy không? Đấy, nó mở được cái miệng khớp nha. Nó có cái khớp nhỏ đây nè không? Chúng ta mở miệng được nha không? Đó. Ở đây mình có một bài giáo biết nè các bạn. Đây, chỉ sáng là giờ là nhìn đã chưa? Quả ngầu luôn. Ở đây mình có gì đây các bạn? Stegosaurus. Wow, kiếm long Stego. Đây là chú khủng long khổng lồ Stegosaurus màu xanh dương đấy các bạn, nhìn to chưa kìa, thấy không? Lưng của nó có những cái gai nhọn như cái ngó mái nhà này, thấy không? Đuôi thì là bốn cái gai chĩa ra, nhìn ghê quá trời ghê luôn. Nhưng mà thực chất đây là khủng long ăn cỏ nha, và đây là khủng long khá là thân thiện các bạn. Đó, nhưng mà đừng có đụng lên thủ của nó thôi, nó đuôi bính á. Nào mà nó dùng cái đuôi nó đánh vào là thôi luôn đấy các bạn, cái đuôi này nó nhọn lắm nha, nó bén cực kỳ đấy chứ. Ghê chưa? Đó, đây là kiếm long Stegosaurus. Các bạn nhìn to chưa các bạn? Chúng ta một con khủng long gà Stegosaurus khá là lớn. Stegosaurus các bạn, đó chưa? Và phía xa xa phát hiện được khủng long bạo chúa rồi đây. Đây chúng ta có khủng long T-Rex các bạn, một con khủng long bạo chúa khổng lồ luôn, thì là Tyrannosaurus khổng lồ các bạn. Nó rất là to lớn luôn nha. Đấy, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Mừng răng của nó làm rất là nét đó nè. Đó, cờ bắp không trên người nó chứ quá ngầu luôn các bạn. Là chúng ta có T-Rex, Tyrannosaurus khổng lồ có thể hiện sự. Hay là gọi là bạo lắm. Wow, bên đây có T-Rex khắp cả. Giờ chưa kìa. Khủng T-Rex các bạn. À, phía xa xa là con khủng long Indoraptor nè, thấy không? Đó, chúng ta còn cả Indoraptor luôn nha. Đấy, các bạn thấy khủng long vậy đó, con này nó đội đen thui đuôi luôn các bạn, nhưng mà cái phần lưng của nó có những cái gai nhọn chỉa lên nhìn rất là ngầu luôn ha. Đó, đây là Indoraptor của mình đấy các bạn, nhìn nó to chưa vậy, thấy không? Răng đồ rất là nét luôn, làm rất là chi tiết cái phần răng rồi. Wow, nhìn nó ngầu chưa kìa. Ok. Ở đây là Indoraptor đấy các bạn, chúng ta một con khủng long nhỏ. Đây. Mình phát hiện được cái găng tay khủng long khổng lồ các bạn. Ở đây mình có cái găng tay khủng long khá là to luôn nè. Đó, các bạn thấy móng vuốt của nó giờ đó không? Đây, hình như là móng vuốt của là Velociraptor này. Đó, thấy không? Nhìn rất là ngầu luôn. Phát hiện là một chú khủng long đang đeo dây chuyền. Con này xuất hiện khá là nhiều trong mấy cái tập khủng long gần đây nha. À, đây là phiên bản khủng long, nhìn nó khá là đáng yêu luôn. À, nó to to, cái đầu nó hiện dạng chibi, nhìn rất là ngầu và đáng yêu luôn các bạn. À, nhìn nó há miệng lúc nào nó cũng cười cười ha. À, nhìn lúc nào cũng vui vẻ không, nhìn vui vẻ. Bên đây mình có con khủng long bạo chúa thi vé màu đỏ đây các bạn, nhìn ngầu siêu kìa thấy không? Đó, nhìn xịn chưa kìa các bạn, nhìn ngầu cực kỳ nha. Thấy không? Đây, nên hai đi phá mình khủng long khác lắm nè. Ok. Wow, bên đây mình có gì đây các bạn? Mamenchimosaurus các bạn, một con khủng long cổ dài siêu siêu dài luôn các bạn. Đó, chúng ta có Mamenchimosaurus đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không? Đó, lưng cổ của nó dài đến tận mười mấy mét luôn nha các bạn. Người của nó trọng lượng con này phải nói là trung bình hình như là 80-90 tấn vậy các bạn, với đây cái trọng lượng khủng khiếp luôn. Đấy, bên đây mình có gì? Bên đây mình có Mamenchimosaurus thì các bạn, một khủng long cổ siêu dài Mamenchi, nhìn nó to chưa kìa các bạn, nhìn ngầu cực kỳ luôn nha. Đây. Ồ, bắt con này trước đi nha. À, ở đây chúng ta có Velociraptor. Wow, mà chúng ta có một con khủng long Velociraptor đấy, các bạn thấy nó đáng yêu chưa kìa, thấy không? Chúng ta có một con khủng long màu vàng nhìn rất là đáng yêu luôn. Cái người của nó có tròng mắt nó xanh xanh này. Nhìn nhờ, thấy không? Đấy. Đây là con khủng long cạp ngón nha, mình có thể để ngón tay vô để nó cạp và nó giữ giữ vậy nữa các bạn. Vui lắm này, thấy không? Đó. Ồ,
đây là Velociraptor đây các bạn, chúng ta một con khủng long Velociraptor Blue để các bạn nhìn đẹp chưa vậy không? Đó, xịn chưa kìa các bạn. Ý giời đất ơi, có một phiên bản khủng long cạp ngón khác, nhưng mà đây là con Chiseratops. Nhìn đáng yêu quá vậy, nhìn thấy vô con cuốn các bạn đấy, nhìn nó dễ thương gì kìa. Ta có về ngoài khủng long ba sừng Chiseratops các bạn, nhìn nó to chưa kìa không? Đó, đây Chiseratops khổng lồ đấy các bạn, nhìn ngầu chưa? Wow, không biết ai làm cái con đồ chơi này nhìn đáng yêu cực kỳ luôn nha. Ok, và tiếp theo mình có gì nè? Oh, wow wow wow, và đây mình có gì đây? Oh, ở đây mình có là con Stegosaurus các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa không? Ở đây chúng ta có khủng long Stegosaurus thì các bạn, một con khủng long màu cam nha, đang há miệng ra nè các bạn. Đấy, nguyên một khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn, đây phiên bản cặp ngón luôn, phiên bản. Wow, và đây con Stegosaurus thì các bạn, chúng ta một con khủng long Stego khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn ngầu chưa kìa. Chibi luôn, rất là đáng yêu. Wow wow, con Dimetrodon này rất là đẹp luôn nè. Đó, và đây mình có con khủng long Dimetrodon này các bạn. Ơi, cái phần răng của nó nè, ghê chưa, thấy không? Nó không phải bị súng răng nha, đây người ta làm cho nó khớp với cái phần trên này á, để nó cạp miệng cho được nha, chứ không phải là bị súng răng, là nhìn rất là giống súng răng luôn này chứ. Đấy, cái phần bay lưng của nó nhìn như cái cánh bường của loài Spinosaurus luôn nha các bạn. Ồ, cái bẫy của nó nè, rồi con này làm đẹp ghê luôn á. Quá đẹp luôn các bạn, một loài khủng long làm rất là nét và chi tiết luôn. Ok, đêm tiếp theo mình tìm kiếm khủng long khác à. Ở đây phát hiện được con Velociraptor, và đây là khủng long Velociraptor này. Đó, chúng ta có một con Velociraptor khổng lồ luôn các bạn, đang há cái miệng cầm đường nhìn ghê chưa kìa đâu. Đấy, xịn chưa. Con này mình có Velociraptor nha, là khủng long chạy rất là nhanh luôn các bạn. Đây là chiếc Velociraptor của các bạn, đẹp chưa. Ok, và đây mình có gì đây các bạn, một con Styracosaurus khổng lồ đấy các bạn. Ở đây chúng ta có một con khủng long khổng lồ Styraco đấy các bạn. Đây là con khủng long gọi là khủng long năm sừng với những cái chấm chấm trên đầu đấy không, nhìn rất là hay luôn này các bạn, nhìn đã chưa kìa thấy không. Đó, một con Styraco khổng lồ luôn, nhìn nó rất là to lớn và ngầu đấy chứ, đẹp chưa kìa thấy không. Wow, khủng long nhìn bắt mắt cực kỳ luôn nha. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn, khủng long cổ dài Brachio các bạn, một con khủng long cổ dài cực kỳ to lớn luôn các bạn. Ở đây chúng ta có một Brachiosaurus này, quá trời ngầu luôn nha. Đó, xinh xịn gì kìa đâu, quá xịn luôn, một con khủng long cổ dài nặng nó mấy chục tấn. Brachio, một con khủng long cổ dài Brachiosaurus nhìn nó to quá trời to luôn nha. Đây chúng ta có khủng long bạo chúa T-Rex các bạn. Đó, và đây là con Tyrannosaurus khổng lồ là bạo long nữa các bạn. Ờ, chúng ta có bạo long màu đỏ rất luôn các bạn, nhìn nữa mà, nhìn rất là hung dữ luôn nha các bạn. Đó, làm rất là nét luôn. Ồ, thằng lằn bay Vizsaurus các bạn, loài thằn lằn bay khổng lồ với sải cánh rất là to luôn nha, mà bay rất là lẹ đấy chứ. Ở đây chúng ta có thằng lằn bay khá là to lớn luôn thấy không? Đây là Vizsaurus các bạn. Ôi, nó đập cánh à, ghê chưa. Wow, một chú khủng long thằng lằn bay khổng lồ. Ồ, bên đây mình có thằng lằn bay Vizsaurus các bạn, loài thằn lằn bay khổng lồ với tốc độ bay rất là nhanh luôn thấy không? Và nó xịn chưa. To luôn, nhìn nó to quá nha. Ồ, ở đây mình có Pentaceratops nha, đây là con khủng long khổng lồ Pentaceratops đây các bạn. Đó, con này nó có một cái màu đỏ đấy các bạn. Đây, cái phần đầu của nó thấy không? Đó, được làm là con trống thiên khổng lồ á nha. Và cái sừng của nó lại khá là nhỏ nữa các bạn. Chúng ta có một con khủng long Pentaceratops siêu to lớn luôn nha. Đó, nó đỏ rực luôn này thấy không? Quá trời xịn sò luôn. Đó, và đây là Pentaceratops khổng lồ đấy các bạn. Con khủng long cái đầu rất là dày luôn nha các bạn, nhìn to chưa kìa. Oh wow, Abato này các bạn, một con Abatosaurus. Đây là khủng long cổ dài nhưng mà nó nhỏ hơn con Brachio chứ các bạn. Đó, con này là con Abatosaurus thì các bạn, thuộc họ cổ dài, nó có một cái màu hồng rất là ngầu nữa chứ. Đó, con này như nặng lên tới mười mấy tấn đó các bạn. Không phải nó rất là nặng nha, trọng lượng của nó rất là to lớn luôn đó nha, chứ không có nhẹ đâu nha. Chưa kìa. Đó, và chúng ta có khủng long cổ dài Brachio khá là lớn luôn các bạn. Nhìn nó to chưa vậy không? Đây là một Brachiosaurus khá là bự luôn. Bộ sưu tập khủng long của chúng ta đây thôi. Wow.